Ok, dạ xin chào quý vị và các bạn. Thì ngày hôm nay bệnh viện thẩm mỹ em Cát có một vị khách đến thực hiện cái liệu trình cấy nội tiết tố ở bên mình. Thì chúng ta cùng lắng nghe những chia sẻ của chị nha. Dạ em chào chị ạ. Mình là xin giới thiệu, mình là làm nghề y, mình cũng là bác sĩ đa khoa. Trước đây thì nói chung là khi mà chưa cấy nội tiết á thì mình rất là nhiều triệu chứng khó chịu mà nó rất là khó giải quyết bằng thuốc. Thì về cái liệu trình nội tiết thì đến cái tuổi, đặc biệt là tuổi 60-40 rồi á, thì cái nội tiết nó đi xuống á, thì mình rất là khó hồi phục qua chế độ ăn và cũng giống như các cái dạng thuốc viên khác. Ví dụ thuốc viên mình uống vào thì nó sẽ bị, theo như mình nghĩ thì nó sẽ rất là khó điều chỉnh cái lượng, tại vì khi đi qua dạ dày thì nó sẽ mất đi và mình cũng không biết nó đủ hay thiếu thế nào trong cơ thể mình. Từ ngày mình được em cắt tư vấn bằng cái đường cấy vào da thì sau khi làm xét nghiệm rồi thì mình thấy cái nội tiết của mình giảm đáng kể luôn. Và những cái triệu chứng mà mình hay gặp là hay nhức đầu này, mất ngủ này, rồi nó có những cái cơn bốc hỏa, rồi thậm chí đau cả các cái khớp nữa, nhưng giải quyết bằng thuốc nó cũng không có hết. Thì từ lúc mà mình cấy nội tiết á thì chỉ sau khoảng một tuần là mình thấy các triệu chứng giảm hẳn. Thực tế là cái chân của mình, cái cổ chân bên phải của mình không có đau nữa, mình đi nó không có thấy đau, mình không có những cái cơn bốc hỏa trong lúc ngủ. Và đặc biệt là những cái tình trạng ví dụ như là quan hệ vợ chồng chẳng hạn, trước đây nói thật là mình rất là chán, mình không muốn, nhưng mà sau này từ lúc mà cái nội tiết đó, thì nó cái tình trạng đó nó sẽ cải thiện hẳn. Thấy cái người mình nó cảm giác như nó dịu đi, nó không có nóng tính, nó không có bực bội như trước nữa. Thì thông qua cái cách điều trị của em Cát thì mình thấy là một cái phương pháp kỹ dễ dàng, thì cái nội tiết nó sẽ trao ra cơ thể mình với bằng một cái lượng vừa đủ, giống như là nó cân bằng cái mực nước á, nó không có đi qua dạ dày, thì cái đường dạ dày thì nó sẽ rất là khó điều chỉnh, nhưng mình nghĩ bằng cái đường dạ dày này thì rất là an toàn và khoa học. Và mình cũng là trong nghề thật, mình hỏi ở từ dụng đồ này nọ thì họ chưa biết đến cái này. Lúc đầu mình rất là phân vân, mình cảm giác không biết là nó thực hư thế nào, mình tìm hiểu rất nhiều. Nhưng sau khi được bác sĩ trực tiếp gửi cái link đó cho mình nghiên cứu luôn, bác sĩ trực tiếp tư vấn là gửi nguyên cái bài đó cho mình, thì mình đọc, mình nghiên cứu là mình thấy rất là hay và mình đồng ý làm. Thì sau một tuần là mình phải thừa nhận là cái phương pháp này nó rất là khoa học. Mình rất là cảm ơn em Cát. Nếu mà các bạn tuổi đồng trang lứa tuổi như mình thì mình cũng nên khuyên mấy bạn sử dụng bằng phương pháp này, nó an toàn và cái liều lượng nó đi vào cơ thể mình rất là ok. Dạ rồi, em cảm ơn chị ạ. Thì có lẽ là chị làm việc trong cái ngành y á, cho nên khi mà chị phân tích cũng như là những cái vấn đề mà mình gặp phải á, phân tích cho chúng ta cũng rất là dễ hiểu đúng không ạ? Thì không biết là chị quan những cái thông tin nào mà chị biết tới bên bệnh viện thẩm mỹ em Cát bên em ha? Nói chung thẩm mỹ thì mình tới đây với nhiều bằng nhiều phương pháp khác. Dạ. Mình tới thì mình đi cho bạn bè hoặc là mình đi điều trị nọ kia, thì sau trong quá trình mình đi tới đây thì mình nghe mấy bạn giới thiệu, rồi mình đi gặp trực tiếp bác sĩ Vinh Sáng, bác sĩ Hùng. Thì bác sĩ Hùng tư vấn giải thích cho mình thì mình cũng chưa chịu, thực sự là mình trong nghề mình chưa chịu, nhưng mà khi bác sĩ Hùng gửi cái đường link đó cho mình, gửi nguyên cái đường link đó cho mình để mình nghiên cứu, sau khi bác Hùng biết mình là bác sĩ mà, thì bác gửi cái nghiên cứu thì mình đọc thì mình thấy rất là hay cái tài liệu. Và cái phương pháp này thì ở Sài Gòn đây mình chưa thấy có, tự dụ lớn như vậy nhưng mình cũng không thấy có. Mình cũng hỏi bạn bè mà người ta không biết. Thì mình tự em cắt mình làm, thì sau khi làm thì mình thấy là mình sẽ tái khám sau đó, mình sẽ kiểm tra sau 6 tháng, nếu mà nó này mất đi hết, nó sử dụng hết giống cái nguồn năng lượng của mình cất giữ ở đó, nó trao ra hết, thì sau khi hết rồi tùy theo cơ địa. Bác cũng giải thích cho mình là từ 6 tháng đến 1 năm. Thì cứ 6 tháng 1 năm mà mình thấy cơ thể mình mà nó thiếu hụt đi thì mình lại đi mình bôi giống như mình ăn uống vậy. Mình sử dụng hết đi thì mình lại cho nó vô lại. Thì cái nội tiết đó thì rất là cần cho cơ thể mình, nó điều tiết tất cả mọi cái hoạt động của mình. Thì mình cứ từ nay trở đi thì cái tuổi xuân của mình nó giữ được bao nhiêu, mà đặc biệt là những cái triệu chứng khó chịu của cơ thể thì nó cải thiện được ngay tháng nào thì mình tốt ngay đó. Chứ còn tuổi trẻ thì cũng không ai giữ được mãi, rồi tất cả đều sẽ già hết, nhưng mà giữ được ngay nào thì tốt ngay đó. Thì thật sự là cái liệu trình nội tiết tố này rất là hiệu quả đúng không chị? Thì không biết là từ lúc mà chị thực hiện cho đến nay là được bao lâu rồi ạ? Chị làm đi được hơn một tháng.
hơn một tháng rồi đúng không ạ? Và sau khi từ lúc mà chị cấy nội tiết vào đến lúc mà mình được cái hiệu quả, là chị cảm thấy được hiệu quả rõ rệt là bắt đầu từ thời điểm nào? Một tuần sau là có hiệu quả rồi. Một tuần sau là chị không thấy cái triệu chứng của bất hòa nhức đầu nữa. Và đặc biệt một cái rất là thần kỳ là cái khớp cổ chân của chị tự nhiên nó hết đau mà không có dùng thuốc. Yeah. Mà trước đây chị có dùng thuốc thì lại đau vô tử, lại khó chịu. Nhưng mà từ ngày cấy nội tiết thì cái chân không bị đau nữa. Yeah, nên là chị thấy rất là hay. Cái phương pháp này phải nói là những cái lứa tuổi như chị thì đúng là cũng tiến mạnh. Thật sự là phương pháp này không những là làm đẹp từ bên trong ra ngoài mà còn điều trị một số cái bệnh lý cho mình nữa đúng không ạ? Tức là nó nội tiết thì em biết rồi, khi mà mình già đi thì nó mất nội tiết thì nó sẽ làm cho mình lão hóa tất cả. Nhưng mà khi mà mình đưa nó lại vô thì nó sẽ giữ lại cái nguồn năng lượng cho mình. Nên là mình nghĩ đấy là một cái phương pháp rất là hay và giúp cho nhiều người. Thì nếu mà có điều kiện thì nên làm. Dạ rồi, với lại là chị cũng chia sẻ giúp Nhân một điều nữa, là khi mà chị đến bên em để chị gặp bác sĩ thăm khám, tư vấn cũng như là gặp các bạn tư vấn viên ở đây á, thì chị cảm thấy là cái ở đây như thế nào ạ? Có hài lòng mình không ạ? Nói chung là khi vô em gặp thì chị thấy rất là yên tâm. Yên tâm về tất cả mọi cái, tại vì có một cái hệ thống làm việc, một cái ekip làm việc rất là khoa học. Và từng cái thao tác nhỏ một từ điều dưỡng viên đến bác sĩ thì chị yên tâm, tại vì chị là trung nghề mà. Chị cũng trước đây chị cũng có đi một vài chỗ làm những cái lạc vạc giá đồ này nọ đó, nhưng mà chị thấy tại vì mình trung nghề cho nên mình nhìn ở đâu mình cũng thấy cái lỗ gò được hết, nên chị không có yên tâm bằng ở đây. Phải nói tới đây thì từ cái khâu thay băng vết thương để mọi thứ thao tác đối với chị là chị hài lòng. Về cái cơ sở vật chất ở đây thì chị cảm thấy như thế nào ạ? Có đủ để phục vụ mình trong lúc làm đẹp không vậy ha? Rất là ok, phải nói là từ cái dịch vụ chương năng để mọi thứ chăm sóc và chị thấy là ổn, rất là ổn. Nói chung là chị nghĩ là cái cuộc sống nó đi lên thì mình cũng rất cần những cái nơi như em cắt. Dạ rồi, em cảm ơn chị rất nhiều, cảm ơn những chia sẻ thật lòng của chị về bệnh viện em bên em. Thì em cũng chúc chị là trong thời gian sắp tới ngày càng thật nhiều sức khỏe, ngày càng xinh đẹp, trẻ trung và thành công hơn trong công việc của mình. Và em Cát luôn luôn sẽ là cái người bạn đồng hành với chị trong cái thời gian sắp tới. Thì không biết là chị có nhắn nhủ gì đến mọi người hay là có cái lời nhắn nhủ gì tới bạn bè, người thân của mình không ạ? Nói chung là chị sẽ thông qua cái thời gian làm việc của chị, nếu gặp những người nào mà có tình trạng như chị thì chị sẽ tư vấn cho họ giúp em cắt. Và đây là một cái chia sẻ thực sự chị muốn giúp người ta. Còn những cái gì mà thực sự mà nó không hiệu quả thì đối với lương tâm một bác sĩ thì tụi chị sẽ không nói không. Tụi chị sẽ không bao giờ dùng những cái quảng cáo của mình để làm, tại vì thực sự là chị cũng không mang lại lợi nhuận gì cho chị hết. Chị sẽ nói đến cái thực của mình thôi. Cái hiệu quả đối với cơ thể mình để mình giúp cho người khác. Và tại vì đấy là một cái tiến bộ của khoa học thì mình nên nhân rộng cho nhiều người cùng sử dụng. Cho nên là chị nếu có dịp, có điều kiện thì những người mà có điều kiện một tí thì chị sẽ đồng viên họ tới em cả để làm. Dạ rồi, rồi em cảm ơn những chia sẻ của chị rất là nhiều. Thì các bạn ơi, vị khách hàng ngày hôm nay của chúng ta không những là một khách hàng thân thiết của bệnh viện em Cát mà chị còn là một bác sĩ đa khoa và chuyên về nội khoa như các bạn. Cho nên những cái thông tin này rất là chính xác và hữu ích cho chúng ta đúng không ạ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream của bệnh viện thẩm mỹ em Cát và cảm ơn chị rất nhiều ạ. Xin chào các bạn.